Hôm nay mình sẽ đây là cái phố Chinatown của người Hoa. Cái này phố cá cảnh của người Hoa quận 5 nha các bạn. Mình đang đi tìm cá để mình mua tiếp. Đây cái cửa hàng này mình hay mua. Đang tìm một cái loại cá mới độc lạ nuôi. Mấy con này nuôi hết rồi chán cái nguồn. Mình đang tìm một loại cá mới. Nào cá gì đây? Ali, tai tượng châu Phi. Đây rồi, đây là con cá mình đang mua, đang muốn tìm nữa rồi. Độc lạ chưa từng có. Đây đây, thấy chưa các bạn? Đó, đẹp chưa? Đây là cái loài khổng, mang tên là khủng long sáu sừng nha các bạn. Tên tiếng Anh của nó là Axolotl. Nó là hay còn gọi là kỳ nhông Mexico. Thì ở nơi Mexico mới có được đó. Chú lấy con đó cho con chú. Đó đó. Đó. Mình mua con vàng và đỏ nha các bạn. Đây vàng sừng đỏ. Rồi, chú đang bắt ra cho mình. Quá đẹp các bạn ơi. Quá đẹp. Chú con này dễ nhỉ chú. Bán cho con cái thêm trùng huyết nha chú. Dạ. Dạ. Rồi đây các bạn, đó khủng long sáu sừng. Nào lựa thêm có màu nào đẹp nữa không? Đây đây đây, đây quá trời màu luôn. Quá trời màu đẹp luôn. Đó thì khủng long sáu sừng Axolotl. Nó có ba màu cơ bản là vàng, trắng và đen nha các bạn. Đó em nó đang ngồi mặt nó đi ngốc nước. Còn đây là trùng huyết đông lạnh, mình mua sẵn một dĩ luôn. Thì một dĩ trùng huyết đông lạnh là có giá 20.000. Đây là hoa lan để mình thả vô cho cái nước nó lạnh. Đây mình đang set up lại cái hồ để chuẩn bị thả cái con khủng long sáu sừng này vô. Mình lấy đá rồi hết để mình bỏ cái lan vô. Lan nước để làm cho nó mát, nước mát. Thì khi mà nuôi con cá khủng long sáu sừng này thì cái nhiệt độ nước là phải từ 20 đến 24 độ nha các bạn. Tại vì nếu mà nhiệt độ cao quá, nóng quá, nước ấm lên nó thay đổi môi trường đột ngột với thì con cá khủng long này nó sẽ khủng long sáu sừng nó sẽ bị chết nha các bạn.
thì nhiệt độ ngoài trời nắng, tạo nước trong hồ lạnh thì con cá nó sẽ bị sốc nhiệt liền nha các bạn. Nhất là cá coi, sốc nhiệt rất là nguy hiểm, sốc nhiệt có thể làm cho cá nó chết luôn á. Đó, mình để khoảng nửa tiếng cho nhiệt độ nước trong bao bằng với nhiệt độ nước trong hồ. Trong nhiều năm qua thì nó chỉ sống trong một cái hồ nước của Mexico. Trong nhiều năm qua thì do cái nạn ô nhiễm và do cái hồ sống và cái có những cái loài khác
Trong tự nhiên thì rất hiếm có con axolotl là màu trắng. Thì trong tự nhiên chỉ có màu đen và màu xanh lục thôi. Còn axolotl màu trắng thì do chúng được lai tạo ra. Thì nhiều tổ chức đang cố gắng nghiên cứu về axolotl để cứu loài sinh vật này và cho chúng một cái địa điểm sống thích hợp hơn. Đó, nó đang vẫn trốn trong cái đám cây. Mà cá mới về nên nó hơi nhát. Thì các bạn có thể tìm và mua thử với giá chỉ 150.000 một vé thôi. Ở các tiệm cá cảnh. Thì size của nó đang khoảng là 15 cm. Các bạn nhớ nha, nhiệt độ nước phải lạnh. Thì khi mình bỏ cái lan nước nó vào thì cái làm cho cái nước nó mát lên từ 20 đến 24 độ thôi. Có nhiều bạn nói khủng long sáu sừng cứ khó nuôi vì khi mà các bạn để nhiệt độ nước thay đổi thì con cá nó sẽ chết liền. Hoặc mà bạn nên lót nền cho khủng long sáu sừng nha, tại vì khi mà chúng đi lại á, nếu mà trên những cái tấm kính trơn trượt thì chúng sẽ không có đi được. Hoặc nhiều từ cái không đi được thì chúng sẽ bị chết. Nên bạn sẽ tìm lót nền, có thể bạn lót đá giống mình hoặc sẽ lót cát. Nhưng mà bạn đừng có lót cát mịn quá nha, vì khi mà lót cát mịn quá thì khủng long sáu sừng sẽ tưởng là thức ăn và nó sẽ ăn. Mắt của chúng á, cái đôi mắt của chúng á gần như mù, nó chỉ thấy được khoảng 20% thôi, còn lại là gần như mù luôn. Nó chỉ đánh hơi bằng cú giác thôi, nên khi mà ăn á thì mình phải đút cho nó ăn, phải để trước mũi nó cho đút cho nó ăn. Đó. Khủng long sáu sừng là cái loài cá mà thuộc nằm trong săn mồi nha các bạn. Săn mồi thì chúng ăn những thức ăn như là tép hoặc là cá nhỏ hoặc là trùng đông lạnh. Thì mình có mua sẵn một dĩa trùng cho nó rồi, hoặc là dế. Thì mình có sẵn thức ăn cho cá coi là cám, thì sau này mình sẽ tập cho bé ăn thêm cám nữa để cho đỡ tiết kiệm chi phí. Thì trước mắt này mình sẽ cho bé ăn trùng chỉ, và sau khi dưỡng 3 ngày xong thì mình sẽ tiến hành cho bé ăn, và lúc đó mình sẽ quay video clip cho bạn coi. Thì các bạn nhớ đón xem video clip sau để các bạn có thể thấy được khủng long sáu sừng ăn nhé. Còn bây giờ thì video clip của mình xin kết thúc tại đây. Các bạn nếu mà thấy clip hay quá thì các bạn nhớ like, share và subscribe cái clip nhé. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp vào những video sau nhé.